này là viền lên nha, sọc viền ha. Cái thun là thun co giãn, thun vải hàng cao cấp, mướt mịn và co giãn nha. Phong này mình đang mặc là size XL, cái này là hàng của xưởng cao cấp ha. Hàng size XL 6-70kg mặc lên phong là thoải mái luôn nha. Cổ nó là dạng cổ tim, ở trên là phối ren, ren màu xanh ha. Màu xanh này không kén da nha. Và mặc đặc biệt cái mẫu này nó thiết kế nhún giá là rất là có eo, mặc rất là gọn, màu đen mặc đã gọn rồi, nó lại thêm hai cái sọc này cho mình nữa, nhìn mình là càng thon gọn hơn nữa ha. Cho nên các bạn biết size cứ yên tâm mà mua mẫu này nha, đảm bảo lên form mặc cực đẹp. Nếu mà nhận hàng mà lên form không đẹp thì có inbox nói gì mình cũng chịu ha. Cái này là mình mặc 1,5m mặc treo gối luôn, các bạn cao kiếm 6-1,7m bằng canvas lên là không sợ bị ngắn đâu nha, hôm đúng chuẩn hàng cao cấp rất là đẹp. Cái mẫu này nó thiết kế là không